Diễm dường như đã hướng sự chú ý của mình đến chàng doanh nhân trẻ người Hàn Quốc điển trai, và Brad cũng dành khá nhiều thiện cảm cho Diễm. Nhân với Huyền tỏ ra vô cùng hợp nhau từ tính cách đến sở thích. Long thì đang bỏ rất nhiều thời gian để làm xe ôm, đưa đón cả Vi và Thảo. Có lẽ Long đang muốn tìm hiểu cả hai cô gái, hay chỉ là sự ga lăng đơn thuần của một chàng trai. Nhưng điều đó đã gây được ấn tượng mạnh với Vi. Liệu mối quan hệ này có thể phát triển hơn? Từ khu Thảo Điền, quận 2, vượt qua sông Sài Gòn, sẽ đến được với Sài Gòn Riverside Retreat. Đây là một khu nghỉ dưỡng thanh bình, yên tĩnh, cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, mang lại một cảm giác như đang ở một vùng quê yên ả nào đó. Những căn nhà gỗ tiện nghi nằm giữa khoảng vườn xanh mát, được thiết kế hài hòa, giúp mang lại một cảm giác thật thư thái và thoải mái. Sau khi đón Vi, Long đã chở Vi đến một nhà hàng để hẹn hò cùng với Brad. Dù khá đau lòng, nhưng anh chàng vẫn phải cố để mỉm cười. Vi cẩn thận nha. Từ đây về đấy chắc đau tim á. em khi nào lên đây ạ? Menu, please. Hôm nay làm việc là thế nào? Em mới gặp anh Long về qua quán của anh Long. Khi nào chịu? Buổi chiều nay. Em làm xong anh sang em sang đó. Em ok không? Ok. Anh xin là em làm bây giờ nhìn một chút mềm mềm. Long yang long ten thế nào? Đẹp. Đẹp à? Chịu à. Dễ thương, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Thích ăn ngon, thích ăn ngon. Em có nhà hàng đồ em ăn gì à? Gà. Gà. Gà, chicken. Chicken à? Ăn nhiều rồi à? No, thưởng thức. Thưởng thức thôi à? Ở nhà, Huyền và Nhân đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc barbecue tối nay. Diễm cũng vừa về đến nhà. Trời ơi! Hello! Xin dạ. Nè, từ chiều nhà luôn hả? Tôi mới ra luôn á. Mày cần làm gì không? Có chưa? Ốp thịt đi. Em lấy thịt. Bạn Nhân! Anh Nhân! Anh Nhân ơi, tại vì ảnh là người dụ dỗ em, ảnh nói với em thế này: lúc đó không có máy quay, bây giờ em sẽ tường thuật lại sao đầy đủ ý của ảnh. Anh nói là vậy, ở nhà anh hay ăn là thịt bò sắc mỏng ra, xong rồi mình làm một cái nồi nước có gia vị trong đó, xong mình bò nhúng giấm, mình nhúng không rồi. không phải mình chỉ tái qua thôi, sau đó mình chấm wasabi. Vậy thì anh muốn ăn vậy đúng không? ảnh muốn ăn như thế. Thì em là nhà anh đúng không? Thì em kêu là nếu như vậy thì mua 2 miếng, 1 miếng cho anh tái. Còn 1 miếng thì mình sẽ... Long là thế nào? Anh Long với anh là em nói chuyện nhiều nhất. Sáng anh Long chở em đi làm. Đúng rồi. Em với anh Long thì nói chuyện kiểu hợp. Vì anh Long vui tính. Vui tính à? Mau ngồi lý tưởng của em là gì? Thông minh. Thông minh? Điềm đạm. Chúng này không phải là anh ấy. Anh là nếu anh biết tiếng Việt, anh có thể sẽ nói chuyện nhiều. Em nghe nè anh. Bây giờ hiện tại là anh với lại anh Nhân đang đứng ở bờ sông bên đây nè. Thì anh với lại anh Nhân là có ý là muốn đi qua đón Thảo để về đây, về ngôi nhà chung với mọi người. Thì không biết là bây giờ là giữa anh và anh Nhân thì Thảo sẽ chọn ra ai để là người đi đón Thảo. Cái gì vậy anh? Anh nói khó em vậy.
Thì bây giờ anh cho em 10 giây để suy nghĩ. Và trong 10 giây em suy nghĩ đó thì Nhân sẽ gọi cho em. Và em cho cái quyết định cuối cùng cho hai tụi anh nha. Nhân là người nhận trách nhiệm đi đón Thảo, nhưng có vẻ anh không phải là người mà cô nàng chờ đợi. Anh đợi lâu không? Hơi bị lâu luôn, ăn chục ly chè. Ăn mấy ly chè rồi? Tại vì nãy giờ chờ đò lâu á. Ủa bình thường em thấy là để sẵn mà ta. Tại vì hôm nay chủ nhật nè. Em lên đi, thôi chừng. Ủa sao nãy anh lại nhắn em vậy? Tại vì anh hôm qua là đâu có biết là được nhắn riêng đâu. Kêu là chị không được kết bạn, xong rồi anh tưởng không được nhắn tin riêng. Cái nãy về anh hỏi Long mới đâu về. Long kêu là chưa hay đi ăn, mới ăn với Vi về. Xong rồi giờ lát rủ Vi đi ăn tiếp. Nói xong rồi kêu ủa sao rủ được nha, không thấy nhắn trên group. Long kêu nhắn tin riêng được mà. Sao rồi anh mới nhắn cho em. Quá sức lòng với Vi. Sáng em nghĩ là sáng nay là anh Long muốn chở Vi đi làm. Nhưng mà tại vướng em, sáng em phải đi trước á. Xong cái là anh Long phải chở em đi, xong phải vòng về rồi anh Long mới đi làm. Anh Long đi hai cú rác luôn. Em chưa ăn gì luôn đúng không? Chưa ăn gì luôn. Ăn chè này. Cũng may có ly chè cú đó. Mọi người đang làm gì bánh vậy? Đang nấu ăn á. Đang nấu ăn là chỉ còn bây giờ mình qua là chỉ còn thiếu lát chứ Vi thôi. Chắc lát chứ Vi về trước mình luôn rồi đó. Ủa? Đi ăn rồi về sao hai người đó ăn nữa? À, có nghĩa là Vi hôm nay có lọc ăn. Hôm qua chỗ anh Long ăn. Xong rồi đi ăn với đó. Xong rồi là bây giờ về ăn tiếp. Ok. Vậy là hôm nay là ngày của Vi. À, em thích Vi hết trơn. Sao anh không thích Vi luôn? À. Thôi, anh không thích canh giặt. Kỳ quá, anh nói câu đó em đau lòng. Anh nói câu đó là em xứng đáng để đau lòng luôn. Không phải. Có người thích em á, mà anh không nói. Tuấn Anh hả? Không phải, ngồi em Tuấn Anh này. Long thì thích, mình có 4 người anh, mình không có nhiều. Đó, thì, mình có 4 người à. Thì một trong anh Long thì thích Vi rồi. Anh Long hả? Anh Long thì không phải. Không có ai mà chạy từ quận 2 sang quận 3, xong vòng ngược lại quận 2 đi quận 5. Rồi tối vòng một vòng nữa, không ai vậy hết á. Anh đang ấn tượng với những ai? Em trời. Em hỏi câu này dễ trả lời chút được không? Không, em hỏi là những ai? Em hỏi Vi cũng có chút nữa cơ. Nhưng mà khá nhiều người thích Vi. Không biết Lát phải thích tiền không? Ví dụ như mà Lát không phải thì Lát sẽ thích Vi á. Lát không phải nói anh Long. Ủa sao vậy? Thì anh Long cũng thích Vi mà. Anh Long có cái lợi thế là tấn công rất rõ ràng. Nhưng mà tại vì là lúc đầu vào là anh ngồi gần em hơn. Là anh cũng ấn tượng em đầu tiên. Thôi hồi hôm qua anh Long cũng có nhắn riêng em là hỏi là sáng đi làm mấy giờ mà em không có trả lời. Cái gì? Thì hôm qua là em thấy anh Long thích Vi rồi, em khỏi trả lời luôn. Sao em trả lời anh? Trong lúc Brad và Vi đang thưởng thức bữa tối lãng mạn thì ở nhà có hai người cùng đang trông ngóng họ. Anh mới đưa Vi qua chỗ Brad. Sao tại sao lại đưa Vi ngã vậy? Xong anh đi về một mình á. Anh đi về một mình á. Anh đón Vi mà còn đưa qua Brad nữa. Cho hai người hẹn hò xong anh. Cho em thấy kiểu anh những cái như thế làm sao nó không, anh nghĩ là kiểu nếu mà đến lúc mà những cái hình ảnh đấy được đưa lên ấy, mọi người sẽ nói là anh che mưa quốc dân. Nhưng mà anh không phải là người nhà mình. Brad và Vi vừa về đến nhà thì đã có người tranh thủ hỏi dò. Có uống gì không á? Có uống gì không? Sao mặt đỏ thế? Có uống bia không? Uống rượu hả? Có uống bia không? Uống gì đúng không? Có uống bia không?
Nhân đang đi đón Thảo. Con nước có ví dụ như khoai. Mặc dù em rất thích Tùng. Mày là Vivi. Dạ. Xin đi. Ở đây hả? Oh. Em nghe được xíu xíu. Tùng, can you speak English? Yeah. Xíu a little. Sure. How can you? Do you study English? No. No? But you understand? Những cái gì mà anh nói không được á, anh nói tiếng Anh. Ok, nếu anh không nói được, anh sẽ nói tiếng tiếng Hàn Quốc được không? Hàn Quốc hả? Hàn Quốc không hiểu. Không hiểu à? Không sao. Oppa thì hiểu. À, oppa thôi bây giờ. Chỉ oppa thôi, ok. Oppa. Còn con gái gọi là gì? Con gái. Con gái là nếu em có chị gái là Onni. Nhưng mà ở Hàn Quốc là con có em. Con có em. Em là con có cho nên nói tên thôi. Tên thôi. Cho nên bây giờ anh là 계속해서 거의 이모이. Em ở là một chút, 그래도 là một chút. Một. Honey. 뭐 M 라 못 줍 노이 쫀 라 못 줍 코. 제가 오빠는 매우 아 부인해. 매우 오빠라 안어이 안어이 육마 어그라 매우 M 노이 오빠라 감터이 예통혼. 어 예통혼. 저는 안 이유 라니. 응? 안 이유. 안 이유. 안 이유 꿈. 오빠. 아니 꿈. 안 이유 사. 엠 이유. 엠 이유 라 없는데. 엠 이유 라 콩고. 엠 이유 라 빈통 남태요. 뭐 아. 내우 응어 이유. 응어 이유 라 거의 뭐 자기야. 자기. 자기. 어 자기. 자기야. 나라 것 같아요. 기회 응어 이유 뭐 안 엠 떡가. 그러니까 자기야. 내우 엠거 반자의 한쿠. 내우 엠 문 앙 엠 것에 노이 오 지오빠 토 이렇게. 오빠. 오케이. 내우 엠 문 아오 머이. 오빠. 오빠. 지오빠 토 이렇게. 오케이. 엠라 쿰 엘라 키엠 문 뭐 떡가. 오빠. 지 깨나 토 이렇게. 또 돼요. 오빠 좀 돼요. Đói chưa? Anh đói chưa? Chưa đói. Chiều ăn rồi đúng không? Anh đã ăn tối một chút thôi. Anh ăn gì rồi? Thịt. Thịt. Beef steak. Muốn yêu này. Nhân ơi. Nhân, tại sao em lại bỏ anh để đi với cả người khác như vậy hả Nhân? Đây nè. Đó, đúng rồi. Không phải nước chấm muối tạt đâu. Heo ngồi nhanh mày ăn. Nhân cũng muốn ngồi nữa. Nước chấm đấy. Ghế là chị. Ngồi đi. Ngồi đó, đứng nha. Em ngồi chị. Có ớt. Có muối tiêu. Có muối ớt xanh. Nước mắm, chanh. Và tiêu. Hạt tiêu, pepper. Và một chút tấm lòng của Lâm ở trong này. Thật ra tấm lòng của Lâm lúc nào cũng có. Nhưng mà con tim thì ta nát rồi. Sao lái ngoài vậy? Hả? À. Anh biết nữa. Em à. Em là Pia. Bao nhiêu à chả ta phản bao nhiêu trái được ngủ quá hả? Cái này bao nhiêu trái được em muốn bao nhiêu chai hả? Ba chai. Hai mươi ba chai. Ba chai nó là hun khói của nhà nóng.
mới bạc. Bên trong kia hết giấy bạc. 30 chai. Ăn 30 chai. Anh ra rồi xào. Anh là có thể 52 chai. 52 chai. Hả? Bác uống 52 chai bia. Khiếp khiếp bóng. Khiếp bóng không? Vui không? Diễm rõ ràng rất quan tâm đến suy nghĩ và cảm giác của Brett. Suốt cả bữa tối, dường như cô nàng không hề rời Brett nửa bước. Brett đẹp da. Cái này tiếng Việt là gì? Dưa leo. Hả? Không, dưa chuột, dưa chuột. Dưa chuột. Chuột. Dưa leo. Dưa leo hả? Dưa leo mà. Dưa leo hả? Dưa leo. Leo. Đúng rồi. Leo. Anh đừng nhìn em bằng con mắt đó. Bây giờ anh phải nhìn em bằng con mắt nào? Nhắm hai mắt đi nhìn em được không? Hay là anh chỉ nhìn em một cái con rồi, bộ ồn đến ta. Anh buồn lắm. Còn Long thì luôn tìm cách nói bóng gió, tình ý với Vi. Để đi lên. Con tim vỡ tan. Vỡ tan là như thế đây. Nhưng trong bụng con bé đang rạo rực. Anh là quê của anh là con Busan. Con Busan. Ừ, con Busan. Busan. Nhưng mà anh đã học ở Seoul. Anh trường đại học của anh là Seoul. Đại học Seoul. Ừ. Em người ta nói là học Hàn Quốc mà học được đại học Seoul là bé lắm luôn á. Thế là Hàn Quốc mà học đại học Seoul là bé lắm luôn, là giỏi á. Này là biểu cảm tự hào đúng không? Em biết rồi, tại vì quê của anh là học tốt nhất. quê của anh là. Nhưng mà khi anh tôi xấu, người học nhiều. Em cảm thấy bị phân biệt chủng tộc mạnh mẽ luôn. Không, em không phải là ngồi hay không. Em tổn thương rồi mà. Sao tổn thương? Ai làm em tổn thương? Nhưng mà em lấy tuổi rồi, 94. Không vậy đó ta. Tại vì em sinh là ngày dương là 95. Nhưng mà cái ngày âm thì còn một vài ngày. Tại sao? Em đau lòng quá mọi người. Sao hồi nãy? Ừ, con bé này là chuyên từ hồi 4 giờ chiều tới bây giờ. Không ai chấm. Không một giọt chấm. Không một ai. Gì vậy? Gì vậy? Ở đây Huyền cũng làm lại. Sao lại là ai? Gì á? Đây để anh chấm nha. Cảm ơn. Em hỏi em làm sao vậy? Để anh chấm nha. Em tự làm được. Đây. Nếu em làm được, em làm được. Anh thích ăn gì? Anh thích ăn nhiều thứ lắm. Vậy á? Bảo là anh thích ăn em với mày. Đúng không? Mình có nghĩ tới mình không dám nói luôn. Bảo là anh thích ăn em với mày. Anh thích đủ thứ không? Gì hết. Nó con là chắc gì vậy? Mọi người dọn nha. Em ăn xong đi vô nghỉ khỏe. Muốn gì? Anh muốn cái gì? Anh hỏi anh muốn cái gì? Anh không biết nữa. Sao vậy? Sao anh đứa đuổi em này? Em có mang áo dư không? Hả? Không mang thì em đầy áo của anh không mà. Đấy. Anh lại cứ mặc đồ của anh là phải không thấy tí nữa người ta bảo là em với anh này. Thì tốt chứ sao anh? Chết rồi. Em ăn cả ngày vậy có khi nên hình người ta sẽ... Chú anh hả? Dạ. Cảm ơn em. Ồ, mãi to. Ngon không? Đặc trang lắm. Sau bữa ăn tối, các thành viên cùng nhau chơi trò nói thật. Và đây là cơ hội để từng người một gửi gắm những điều khúc mắc trong lòng mình. Bây giờ mình sẽ nói theo cái chủ đề là có ấn tượng với ai chưa và cảm giác với người đấy như thế nào. Rồi, Tuấn Anh. Hôm nay em có rất ấn tượng với một người. Em rất là ấn tượng với bạn đó. Bạn đó rất là ấn tượng đúng không? Bạn đó là em cũng thấy rất là ấn tượng. Bạn đó là ấn tượng. Điều gì làm em ấn tượng ở bạn đó? Chắc có thể là do bạn đó đẹp, xinh, dễ thương. Trước đây là em với cả bạn đã gặp nhau chưa? Gặp rồi.
Đợi biết luôn. Ok, mình chuyển sang thí sinh tiếp theo là... Cái ngày hôm nay của em như thế nào? Ờ, ngày hôm nay của em nó vẫn giống như bao ngày bình thường. Không có gì khác cả. Hôm qua thì em có ấn tượng với một người, nhưng mà hôm nay thì em thấy bình thường, em không có ấn tượng với ai đặc biệt hết. Có hay hay thôi. Nhưng mà khi Brother lên đây lần đầu tiên. Lần đầu tiên là Brother là ung tư là Brother xin là ba người tốt, ba người ung tư tốt. Ba người là ba người ung tư. Hôm nay là hai người. Bớt đi một. Mai còn một người. Mai còn một người. Tại sao cái người kia lại không bị loại ra khỏi danh sách? Met you Brother. Với cảm thấy là cái người đó có thể là bạn hơn là tình cảm. Cho nên Fred cũng cảm thấy đau lắm, hơi. Hôm qua thì em có ấn tượng với một người, nhưng mà hôm nay thì hết, không còn chút nào. Em ấn tượng với hai người khác. Nhanh vậy ta? Nếu mà nói loại thì chắc là em muốn loại từ tối hôm qua rồi, nhưng mà chính thức là hôm nay là em loại hẳn. Em cứ tưởng là hai người đi cùng đường nhưng mà không cùng đường, là rất khác luôn. Tới ngã tư hai người rẽ rồi. Hai người khác thì tới hôm nay mới ấn tượng. Có một người ngày hôm nay rất khác ngày hôm qua. Còn có một người ngày hôm nay như cái ý mà em muốn. Tức là hôm qua em đã nghĩ là người đó sẽ là người như vậy đó, là hôm nay đúng là người như vậy. Còn người còn lại thì hôm qua em nghĩ hướng hoàn toàn khác, nhưng hôm nay thì người đó thay đổi chút xíu, cho nên là em phải chú ý. Hôm qua là em cũng ấn tượng với hai người. Ồ, hai mà sao hôm qua em nói anh mỗi một? Em giấu anh à? Không, anh Long nhớ lại đi, lúc đầu là một người, lúc sau là phát sinh thêm người. Phát sinh. Có phát sinh. Cho tình cảm anh dắt dao quá. Nhưng mà bây giờ còn lại một người thôi. Tại vì là cái người này nè, là cái người này có nhiều đối tượng quá. Em à? Em bốn người luôn nha. Hôm qua đến giờ thì em ấn tượng hai người, và đến bây giờ cũng vậy. Có một người thì nhích hơn một xíu. Nhích là xuống hay lên? Nhích là lên. Nhích là lên với ông mệt ghê vậy á. Thực ra thì không phải là cảm tình thì nó chưa có gì đặc biệt cả. Thực ra bởi vì em ơi, nói thẳng ra là hôm qua đến giờ em chỉ nói chuyện với hai người đó. Thì thực ra chưa, còn hai người lại là em chưa có nói chuyện. Nên là nhận ra chân lý. Giờ mà mình tưởng mình không. Nhắc cái là nói chuyện mình mới nhớ mình chưa nói chuyện. Nhột đúng không? Nhột không? Ngày hôm qua anh có ấn tượng với hai người. Trong đấy một người thì là đúng gu của anh, và một người là lúc đầu tiên thì không hề có ấn tượng gì cả, nhưng càng về sau thì càng ấn tượng. Đến hôm nay thì vẫn ấn tượng với hai người đấy, nhưng có một người thì đi lên và một người thì thụt. Hôm nay cũng xảy ra một số chuyện vui. Chuyện vui mà ông kêu xảy ra. Xuất hiện một cái số cái chuyện vui. Thì trong hai cái chuyện vui đấy thì có một chuyện thì mình cảm thấy bình thường, và một chuyện thì mình cảm thấy hơi buồn. Đấy. Nó vòng vo. Mình phải nói vòng vo. Đúng không? Để cho mọi người đoán. Chỉ có người trong cuộc hiểu thôi. Ý ông cuộc là sẽ hiểu. Ngày mai anh muốn mình nói chuyện nhiều hơn. Từng lời nói của Long rõ ràng đến mức không còn có thể nghi ngờ, nó như là một lời tuyên bố về tình cảm anh dành cho Vi. Thế nhưng Vi vẫn còn điều gì đó lấn cấn về anh chàng. Em ơi, nói một câu thôi ha. Là nếu như mà có cảm xúc thật với một người nào đó thì chị nên dành cho một người đó thôi. Chị nên dành cho một người đó thôi. Ủa, con này thâm ghê luôn á. Thấm. Anh Long.
hết cho nhau. Ủa sao anh Long anh có dụng nhúng rồi nhỉ? Vậy? Không có dụng phát sinh nha anh. Hả? Không có phát sinh nha. Ủa, Long nói anh đâu? Không, nhưng mà ý nói ý vậy thôi. Em nói anh Long, anh em mới nói anh đó. Em nói anh mồi này. Mà tự nhiên cái em bị rớt mất chữ nhân ấy. Thì hôm qua mình có ấn tượng với hai người. Đến hôm nay thì hai người đó mình cũng vẫn ấn tượng. Mày quá. Nhưng mà có một người nhìn hơn một xíu. Là nhất hay lơ hay là thục xuống? Nhìn hơn. Nhất em phải nói từ nhất nha em. Đấy, nhất dạ, thục. Nhất. Nhưng mà chưa được tiếp xúc nhiều cho nên là để mấy ngày tới mình hiểu thêm chứ. Dạ đúng rồi. Diễm không ngại ngần đưa ra một lời đề nghị cho người mà ai cũng biết đó là ai. Ngày mai mình cho nhau cơ hội để nói chuyện. Nói chung là mọi người chịu khó gặp nhau riêng thì chắc nói chuyện nhiều hơn. Đúng thì nhưng mà cái này là mọi người phải linh động. Fred xin là cố gắng hiểu tiếng Fred nữa. Fred bây giờ là hy vọng là nhà này cũng tiếp tục như vậy. Người đầu tiên hồi nãy mình có gửi lời nhắn người mà mình chưa nói chuyện gì hết đó là anh Fred. Đúng là từ hôm qua tới nay là mình với anh Fred chưa có cơ hội để nói gì luôn. Và thật sự ảnh cũng rất là cố gắng nói tiếng Việt, nhưng thật sự là mình không đủ kiên nhẫn lắm để nghe ảnh nói. Người thứ hai mà người bị loại á, mình nói người bị loại thì người đó là anh Long. Tại vì trưa hôm qua anh Long là người mình gặp đầu tiên. Mình cái hình ảnh anh Long ở trong bếp lúc đó rất là đẹp. Ảnh trầm, ảnh đảm đang, có vẻ nội tâm mình rất là thích luôn, rất thích. Nhưng càng về tối á, và đặc biệt là khi mọi người chơi rồi chơi thì hóa ra không phải. Ảnh là người rất là hướng ngoại, rất là hoạt bát. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì mình cảm giác anh Long đang có một cái sự quan tâm nhiều hơn nhiều cho một cô gái khác. Cho nên là người thứ hai mà mình nói là mình sẽ không có tiếp tục cái cảm xúc đó nữa là anh Long. Người thứ ba, cái người mà hôm qua mình không có ấn tượng tốt nhưng hôm nay lại tốt, đó là anh Tuấn Anh. Chuyện tình cảm của các cặp đôi bắt đầu khá rõ nét, Long đã nghiêng hẳn về Vi, Diễm cũng không che giấu sự chú ý của mình cho Fred, còn Vi lại đang phân vân giữa Long và Fred. Thảo cảm thấy buồn vì Long không dành sự ưu tiên cho mình. Huyền Nhân cũng đang rất hợp nhau, liệu họ có cho nhau cơ hội hay không? Hãy cùng đón xem vào tuần sau. Trong đầu cuộc đời có bao lâu nên là sống vô tư.